Chị báo cho em biết là chị rất là thích Sơn Tùng. Chị rất là thích Sơn Tùng. Chị rất là thích Sơn Tùng. Nhưng hôm qua idol của chị là Tài Xì Mai mới ra Sơn Tùng. Thì Tài đã giết Tùng rồi. Tôi đã quên bản gốc của Tùng mà tôi chỉ nhớ Tài thôi. Tài Xì Mai, hãy trao cho anh. Trao cho anh. Hãy trao cho anh. Trời ơi, quên bản gốc luôn. Ok, con dạ rồi. Con thiệt, thiệt tôi thiệt. Tần số tình yêu mùa 2 21h35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.